Nga cảnh báo hành động phiêu lưu của thành viên NATO có thể khiến xung đột vượt ra ngoài Ukraine. Nga-Ukraine giao tranh ác liệt ở Tây Avdiivka, đường tiếp tế của Kiev ở Robotin sắp bị cắt đứt. Rộ tin tình báo Ukraine lên kế hoạch phá hủy cầu Crimea trong nửa đầu năm nay. Ukraine thừa nhận tình thế bất lợi, hé lộ lý do tập kích bên trong lãnh thổ Nga. Bộ Ngoại giao Nga nói Pháp có thể sắp đưa 1.500 quân tới Ukraine tham chiến. Ukraine có thể sẽ chấp nhận việc viện trợ của Mỹ dưới dạng khoản vay. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Giữa bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu dừng lại khi hai bên vẫn đang giao tranh ác liệt. Ngày 3 tháng 4, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sputnik, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko đã chỉ trích những phát ngôn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về kịch bản đưa quân đến Ukraine là không thể chấp nhận được, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng quân sự, chính trị ở châu Âu. Thứ trưởng Grushko nói, những tuyên bố này cho thấy sự sẵn sàng leo thang vào thời điểm mà phương Tây đang chịu thất bại chiến lược trên thực địa. Những phát ngôn đó dù nhằm mục đích nào cũng không thể chấp nhận được, đặc biệt ở thời điểm tình hình chính trị và quân sự vốn đã nóng lên ở châu Âu. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo, hành động phiêu lưu của một hay hai thành viên NATO có thể khiến cuộc khủng hoảng Ukraine vượt ra ngoài biên giới địa lý và mở rộng tới một quy mô hoàn toàn khác. Ông Grushko cho rằng quan hệ Nga-NATO đang xấu đi một cách có chủ ý và có thể đoán trước, trong khi các kênh liên lạc đã bị giảm xuống mức cực kỳ thấp. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, NATO đã phát động một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga. Washington và các vệ tinh của họ đã làm mọi cách để giảm sự tương tác và các kênh liên lạc của chúng tôi xuống mức không, vô cùng nghiêm trọng. Trong cuộc phỏng vấn, ông Grushko cũng đề cập đến việc NATO ngừng các hợp tác quân sự và dân sự với Nga vào tháng 4 năm 2014. Mặt khác, ông khẳng định Nga không có ý định tham gia vào một cuộc xung đột quân sự với NATO hay bất cứ thành viên nào của liên minh này. Ông Grushko cho biết, liệu NATO có sẵn sàng cho một cuộc xung đột mở với Nga hay không? Chúng ta nên hỏi chính các thành viên của họ. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không có ý định như vậy đối với các nước thành viên NATO. Theo nhà ngoại giao Nga, không có triển vọng thảo luận các thỏa thuận an ninh với phương Tây khi NATO tiếp tục coi Nga là mối đe dọa trực tiếp. Ông cũng lưu ý rằng, kiến trúc an ninh tương lai ở châu Âu phải đáp ứng được lợi ích của Nga thay vì chống lại Nga. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có nhiều diễn biến mới căng thẳng. Theo kênh Riba đưa tin, ngày 3 tháng 4, tại khu vực Avdiivka, các cuộc đụng độ đã được quan sát dọc theo tuyến Semenivka-Berdichi, được pháo binh hỗ trợ. Ở phía tây Tunenke, lực lượng Moscow đang tiến về Umansk. Theo kênh Suryak Map, trên mặt trận tây bắc Donetsk, trong những giờ qua, Nga đã có những bước tiến mới ở làng Vodiane nằm ở tây nam Avdiivka. Kênh Suryak Map đưa tin, ở tây nam Donetsk, trong 3 ngày qua, sau khi tấn công từ phía bắc, kiểm soát vành đai rừng và từ phía nam, nơi đã nắm toàn quyền kiểm soát hệ thống chiến hào, lực lượng Moscow gia tăng áp lực đối với nhóm binh sĩ Kiev đang trấn thủ ở Novomikhailivka. Điều quan trọng cần lưu ý là các bước tiến của Nga đang diễn ra dọc theo hai điểm cao mà việc kiểm soát được chúng sẽ khiến đối phương phải rút lui khỏi thị trấn này, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho yết hầu tiếp tế đến Uleda từ phía nam Kostiantynivka. Theo kênh SGS, trên mặt trận Zaporizhia, Nga đang chinh phục các khu vực xa hơn hướng tới Robotyne. Hiện nay, các mũi xung kích của họ đã ở gần tuyến đường tiếp tế chính của lực lượng Kiev. Một khi bị đối phương cắt đứt thành công yết hầu này, nhóm binh sĩ Ukraine cố thủ ở thị trấn có thể sẽ phải rút lui do thiếu hậu cần. Kênh Riba gián tiếp xác nhận thông tin trên khi cho biết tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Kiev đang thiết lập tuyến phòng thủ thứ hai ở khu vực Orekhov. Dường như động thái này là nhằm chuẩn bị cho một cuộc rút lui của các đơn vị đang bị ép mạnh ở Robotyne. Quân đội Nga đang sử dụng ồ ạt máy bay không người lái UAV Lancet một cách hiệu quả nhằm phá hủy xe tăng, thiết giáp của đối phương. Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, nhà phân tích chính trị và quốc phòng Nga, ông Sergei Puletaev cho biết, ai kiểm soát Chasovka sẽ có được lợi thế rất lớn trong toàn bộ khu vực xung quanh. Đây là một trung tâm phòng thủ của Ukraine. Bất cứ ai kiểm soát nó thực sự sẽ kiểm soát mọi thứ, toàn bộ hệ thống phòng thủ ở phía bắc Donetsk. Chasovka nằm trên một ngọn đồi cách Bakhmut, còn gọi là Artemov 7 km về phía tây, được Nga kiểm soát vào tháng 5 năm 2023. Vị trí địa lý của thành phố khiến nó trở nên quan trọng từ quan điểm chiến lược vì nó nhìn ra khu vực xung quanh trong nhiều km. Quân đội Nga hiện chỉ cách thành phố chưa đầy 1 km. Khi lực lượng Nga đang tiến gần đến Chasovka, họ sẽ kiểm soát các tuyến đường chính chạy vào thành phố. Theo một quan chức do Moscow bổ nhiệm ở Donetsk, tầm quan trọng của khu định cư với tư cách là trung tâm quân sự của Ukraine đang mờ dần. Chuyên gia Poletaev lưu ý rằng, hiện tại, cái gọi là Kum Slavian và Kramatorsk, một chuỗi thành phố kéo dài và gần như liên tục,
vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Đây là tuyến phòng thủ chính của Ukraine ở Donbass kể từ năm 2014. Nhà phân tích cho biết, theo đó, để kiểm soát hoàn toàn Donbass, Nga cần phải giành được nó. Đây là một hoạt động rất nghiêm túc. Ngoại trừ cuộc đột kích bất ngờ tháng 2 năm 2022, Nga chưa tiến hành các hoạt động chiến lược có quy mô lớn như vậy. Do đó, cần tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ này. Một trong những điều kiện đó sẽ là giành quyền kiểm soát Chasovia. Trong bản tin mới nhất, kênh Riba cho biết, tại khu vực Bakhmut, quân đội Nga đang tiến về phía Chasovia từ phía đông, tiến hành một cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng vào các vị trí của đối phương trong tiểu khu Kanan. Ngoài ra còn có các cuộc giao tranh ở khu rừng Stuki, Golubovsky. Kênh Riba đưa tin, lực lượng Moscow tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu đã xác định ở tiền tuyến Kharkov và Donetsk, buộc đối phương phải giảm cường độ pháo kích khu vực biên giới Nga. Trong khu vực Severs, các trận chiến giành vị trí đang diễn ra trên các đường tiếp cận mỏ đá phấn ở phía đông Belogorodka, cũng như trong khu vực chạm lọc. Kiev đang tập hợp một nhóm lực lượng ở hậu phương gần đó, có thể là để chuẩn bị cho một cuộc đột phá. Tại khu vực Kherson, thủy quân lục chiến Ukraine vẫn đang nằm giữ các vị trí ở đầu cầu Krinki và được tiếp tế bằng đường hàng không với các thiết bị được thả từ máy bay không người lái. Về phía Ukraine, Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 3 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày, 54 cuộc đụng độ được ghi nhận, đối phương phóng 5 tên lửa, thực hiện 50 cuộc không kích và 37 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Báo cáo có đoạn, trong 24 giờ qua, máy bay Ukraine đã tấn công 14 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí trang bị và một hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Các đơn vị tên lửa đã loại bỏ 2 khu tập trung quân, một hệ thống pháo binh, một trạm radar, một trạm tác chiến điện tử và một điểm kiểm soát UAV của đối phương. Bộ Tổng tham mưu khẳng định, lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Mariinka. Báo cáo viết, trong ngày, đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Orekhovsky. Trên hướng Kherson, Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Kiev ra khỏi đầu cầu tảng ngạn sông Dnipro với 4 đợt tấn công bất thành. Ngày 3 tháng 4, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã đến thăm Ukraine và cùng người đồng cấp nước chủ nhà, ông Volodymyr Zelensky, ký kết thỏa thuận hợp tác an ninh và hỗ trợ lâu dài. Văn phòng Tổng thống Phần Lan cho biết, thỏa thuận hợp tác 10 năm là bằng chứng cho cam kết ủng hộ Ukraine lâu dài của Phần Lan. Thỏa thuận bao gồm nhiều hợp tác về an ninh giữa hai nước, đồng thời Phần Lan sẽ cung cấp hỗ trợ quốc phòng và an ninh cho Kiev chống lại Nga, cũng như hỗ trợ về chính trị, cải cách và tái thiết đất nước. Văn phòng Tổng thống Phần Lan cho biết, các cam kết là sự hỗ trợ toàn diện để Ukraine tăng cường quyền tự vệ trong cuộc xung đột hiện tại với Nga, cũng như ngăn chặn rủi ro an ninh từ nước láng giềng trong tương lai. Trong chuyến thăm, ông Stubb cũng thông báo tới ông Zelensky rằng Phần Lan sẽ gửi thêm gói hỗ trợ thiết bị quân sự với giá trị ước tính khoảng 188 triệu euro, tương đương 203 triệu đô la Mỹ, nâng tổng giá trị các khoản hỗ trợ mà nước này dành cho Kiev từ năm 2022 đến nay lên khoảng 2 tỷ euro. Ông Stubb nói, chúng tôi không hỗ trợ quân sự cho Ukraine chỉ nhằm mục đích giúp nước này tự vệ, mà là để họ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi thỏa thuận là minh chứng Phần Lan sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Theo văn phòng của Tổng thống Zelensky, Phần Lan cũng đang chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ Ukraine trong 4 năm với gói ngân sách phát triển và phục hồi đất nước trị giá khoảng 312 triệu đô la Mỹ. Trước Phần Lan, hồi tháng 2 năm nay, Ukraine cũng ký thỏa thuận hợp tác an ninh 10 năm với 3 nước châu Âu gồm Đức, Pháp và Đan Mạch. Các thỏa thuận được cho là sẽ giúp Ukraine đảm bảo an ninh và ngăn chặn hành động gây hấn mới của Nga, đồng thời mở đường cho Kiev có thể gia nhập Liên minh châu Âu EU và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong tương lai. Phần Lan, quốc gia có trung đường biên giới dài 1.340 km về Nga, đã thay đổi lập trường không liên minh quân sự trong nhiều thập kỷ để gia nhập NATO. Các sĩ quan cấp cao Ukraine mới đây đã cảnh báo, bức tranh quân sự rất ảm đạm và các tướng Nga có thể đạt được thành công ở bất cứ nơi nào họ quyết định tập trung vào cuộc tấn công sắp tới. Theo đó, những tuyên bố mới nhất của tỷ phú công nghệ Elon Musk liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine đã khiến nhiều người lo ngại, khi ông cảnh báo rằng mặc dù Moscow không có cơ hội chinh phục toàn bộ Ukraine, nhưng xung đột càng kéo dài, Nga sẽ càng giành được nhiều lãnh thổ hơn. Ông Musk cảnh báo, nếu xung đột kéo dài đủ lâu, Odessa cũng sẽ thất thủ. Trước đó, tỷ phú Musk từng thúc giục Ukraine đồng ý nhượng bộ lãnh thổ và sự phản đối của ông về gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ đã khiến ít nhất ông không phải là nhà bình luận được Ukraine yêu thích và nhận xét của ông đã nhận được phản hồi có thể đoán trước được. Theo Politico, những cảnh báo của vị doanh nhân tỷ phú Mỹ thực ra không khác mấy so với những cảnh báo nghiêm trọng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong vài ngày qua. Ông Zelensky cho biết, nếu gói viện trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vốn đang bị đình trệ không sớm được Quốc hội Mỹ phê duyệt,
lực lượng của ông sẽ phải rút lui từng bước một. Ông cũng cảnh báo một số thành phố lớn có thể có nguy cơ thất thủ. Rõ ràng, cảnh báo của ông Zelensky là bước đi khéo léo trong nỗ lực ngoại giao rộng rãi nhằm đẩy nhanh việc phê duyệt viện trợ quân sự mà lực lượng của ông rất cần và đã thiếu hụt trong nhiều tháng. Mọi thứ từ đạn pháo 155mm đến hệ thống phòng không Patriot và máy bay không người lái. Nhưng theo Politico, sự thật đáng buồn là ngay cả khi gói viện trợ trên được Quốc hội Mỹ thông qua, nó cũng có thể không đủ để ngăn chặn một trận chiến lớn xảy ra. Và thất bại như vậy, đặc biệt là giữa các chiến dịch bầu cử ở Mỹ và châu Âu, rất có thể làm sống lại áp lực của phương Tây đối với các cuộc đàm phán mà rõ ràng sẽ có lợi cho Nga, để Điện Kremlin có thể tự do khôi phục cuộc xung đột vào thời điểm mà họ lựa chọn trong tương lai. Về cơ bản, Politico đánh giá tình hình chiến sự hiện phụ thuộc vào nơi Nga sẽ quyết định tập trung sức mạnh của họ trong một cuộc tấn công lớn dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè này. Nga đã bắt đầu tăng cường các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào hàng loạt mục tiêu trên khắp Ukraine, trải dài từ Kharkov và Sumy ở phía Bắc đến Odessa ở phía Nam trong những tuần gần đây. Điều đó khiến việc dự đoán chiến trường mà Nga sẽ tập trung chinh phục vào mùa hè này trở nên khó khăn hơn. Theo các sĩ quan quân đội cấp cao Ukraine, từng phục vụ dưới quyền cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zalugny, bức tranh quân sự đối với Kiev thật u ám. Các sĩ quan Ukraine cho biết có nguy cơ lớn là tiền tuyến sẽ sụp đổ ở bất cứ nơi nào các tướng Nga quyết định tập trung tấn công. Bên cạnh đó, các sĩ quan cấp cao Ukraine giấu tên cảnh báo nhờ có số lượng binh sĩ lớn vượt trội hơn hẳn so với Ukraine và bom dẫn đường trên không cực hiệu quả trong việc tấn công các vị trí của Ukraine trong nhiều tuần nay, quân đội Nga có thể sẽ xâm nhập vào tiền tuyến và đánh sập nó ở một số khu vực. Trong một cuộc phỏng vấn với Politico, nguồn tin quân sự hàng đầu nói không có gì có thể giúp Ukraine bây giờ vì không có công nghệ thực sự nào có thể bù đắp cho Ukraine về số lượng lớn binh sĩ mà Nga có thể sẽ tấn công chúng tôi. Chúng tôi không có các công nghệ đó và phương Tây cũng không có đủ số lượng. Theo các quan chức Ukraine, giờ đây chỉ có sự can đảm và kiên cường của Ukraine cũng như sai lầm của các chỉ huy Nga mới có thể làm thay đổi tình thế nghiệt ngã. Chẳng hạn như sự kiện đã xảy ra ngày 30 tháng 3, khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng xe tăng lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu, giúp lữ đoàn 25 của Ukraine phá hủy hơn 10 xe tăng và 8 xe chiến đấu bộ binh, tương đương 1/3 sức mạnh của đơn vị này. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Ukraine nhắc nhở rằng dựa vào sai sót của Nga không phải là chiến lược và họ cay đắng về loạt bước đi sai lầm mà họ cho rằng đã cản trở sự phản kháng của Ukraine ngay từ đầu. Đó là chuỗi bước đi sai lầm của cả phương Tây và Ukraine. Họ cũng gay gắt về việc phương Tây níu chân, nói rằng nguồn cung cấp và hệ thống vũ khí đến quá muộn và không đủ số lượng để tạo ra sự khác biệt mà lẽ ra họ có thể có. Một sĩ quan nói, tướng Zalugny thường gọi nó là cuộc chiến cơ hội. Điều đó có nghĩa là các hệ thống vũ khí sẽ trở nên dư thừa rất nhanh vì chúng nhanh chóng bị người Nga khắc chế. Ví dụ, chúng tôi đã sử dụng thành công tên lửa hành trình Storm Shadow và Scarp do Anh và Pháp cung cấp, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Người Nga học tập liên tục và liên tục. Họ không cho chúng tôi cơ hội thứ hai và họ đã thành công trong việc này. Các sĩ quan cho biết, tên lửa chống tăng vác vai do Anh và Mỹ cung cấp trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột đã đến kịp thời, giúp họ cứu được Kiev và hệ thống tên lửa HIMARS cũng vậy. Đã được sử dụng rất hiệu quả, giúp họ có thể đẩy Nga ra khỏi Kherson vào tháng 11 năm 2012. Khi lấy máy bay chiến đấu F-16 làm ví dụ, một quan chức cấp cao khác cho biết, nhưng thông thường, chúng tôi không nhận được hệ thống vũ khí vào thời điểm chúng tôi cần. Chúng chỉ đến khi không còn phù hợp nữa. Khoảng hơn chục chiếc F-16 dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào mùa hè này, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện phi công cơ bản. Ông nói, mỗi loại vũ khí đều có thời điểm thích hợp riêng. Cần có F-16 vào năm 2023, chúng sẽ không phù hợp cho năm 2024. Theo quan chức này, đó là bởi vì Nga đã sẵn sàng chống lại họ. Ông nhận định trong vài tháng qua, chúng tôi bắt đầu nhận thấy người Nga bắn tên lửa từ Dehankoy ở phía Bắc Crimea, nhưng không có đầu đạn nổ. Chúng tôi không thể hiểu họ đang làm gì, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra họ đang đo lường khoảng cách. Sĩ quan này giải thích rằng, Nga đang tính toán nơi tốt nhất để triển khai hệ thống radar và tên lửa S-400 nhằm tối đa hóa vùng hỏa lực mà chúng có thể bao phủ để nhắm mục tiêu vào F-16. Đẩy chiến đấu cơ hiện đại nhất của Ukraine tránh xa tiền tuyến và các trung tâm hậu cần của Nga. Các sĩ quan cũng cho biết hiện họ cần nhiều vũ khí truyền thống cơ bản hơn cũng như máy bay không người lái. Một trong số họ nói với Politico rằng, chúng tôi cần lựu pháo và đạn pháo, hàng trăm nghìn quả đạn pháo và tên lửa. Chúng tôi liên tục nói với các đối tác phương Tây rằng, chúng tôi có kinh nghiệm chiến đấu, chúng tôi có hiểu biết về chiến trường trong cuộc xung đột này. Họ có đủ nguồn lực và họ cần cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi cần. Về phần mình, châu Âu đang cố gắng giúp Ukraine bù đắp nhược điểm to lớn là thiếu đạn pháo. Một đề xuất mua đạn pháo số lượng lớn do Séc dẫn đầu có thể nâng tổng số đạn của Ukraine sẽ nhận được từ cả trong và ngoài Liên minh châu Âu EU lên khoảng 1,5 triệu quả với chi phí 3,3 tỷ đô la Mỹ, nhưng vẫn còn thiếu nhiều so với nhu cầu Ukraine cần.
Các sĩ quan nhấn mạnh rằng họ cũng cần rất nhiều đàn ông nữa. Đất nước này hiện không có đủ quân ở tiền tuyến và điều này làm trầm trọng thêm vấn đề thiếu sự hỗ trợ của phương Tây. Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa bắt đầu tuyển dụng trước sự gia tăng hoạt động dự kiến của Nga vì các nhà chức trách lo ngại động viên quy mô lớn có thể gây ra hậu quả chính trị. Tháng 12 năm ngoái, tướng Zelensky đã công khai kêu gọi huy động thêm quân với ước tính Ukraine cần thêm ít nhất 500.000 binh sĩ, nhưng kế hoạch vẫn dậm chân tại chỗ kể từ đó. Sau đó, vào tuần trước, người thay thế ông Zelensky, tướng Oleksandr Zhirinovsky, đột ngột tuyên bố rằng Ukraine có thể không cần quá nhiều quân mới. Ông nói với hãng tin Yudinform rằng, sau khi xem xét các nguồn lực, con số này đã giảm đáng kể và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có đủ người có khả năng bảo vệ quê hương của họ. Kế hoạch là điều động càng nhiều nhân viên văn phòng và những người không có vai trò chiến đấu ra tiền tuyến càng tốt sau một khóa huấn luyện chuyên sâu kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Nhưng các sĩ quan cấp cao mà Politico nói chuyện đã cho rằng ông Zelensky đã sai và làm theo yêu cầu của các chính trị gia. Sau đó, ngày 2 tháng 4, Tổng thống Zelensky đã ký một số phần sửa đổi và bổ sung cho luật động viên cũ, thắt chặt các yêu cầu pháp lý đối với nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ phải đăng ký thông tin chi tiết và hạ độ tuổi tối thiểu phải thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25. Một sĩ quan nói, chúng tôi không chỉ có một cuộc khủng hoảng quân sự mà còn có một cuộc khủng hoảng chính trị. Trong khi Ukraine né tránh một đợt động viên lớn, Nga đang tích trữ các nguồn lực và sẽ sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công lớn vào khoảng tháng 8 và có thể sớm hơn. Vì vậy, nhận định của tỷ phú Musk có thể không quá xa vời. Ngày 3 tháng 4, tờ Guardian đã đăng tải bài phỏng vấn với các sĩ quan cấp cao của Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, GUR. Tại đây, các chỉ huy của Kiev đã tiết lộ nguyên nhân khiến họ phải thực hiện chiến dịch tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ bên trong lãnh thổ Nga. Chuẩn tướng Dmitry Timkov cho biết, tình hình ở tiền tuyến giống với một bệnh nhân phải sử dụng máy thở. Chúng tôi vẫn có thể duy trì, nhưng nếu phương Tây muốn Ukraine tạo ra được sự khác biệt, chúng tôi cần nhận được viện trợ đầy đủ hơn. Phó giám đốc GUR, Thiếu tướng Vadim Skibitsky, nhận định rằng việc lật ngược tình thế trên tiền tuyến là bất khả thi vào lúc này và Ukraine buộc phải tìm cách để giảm áp lực. Ông Skibitsky nói, việc tập kích vào các cơ sở năng lượng bên trong lãnh thổ Nga được lấy ý tưởng từ chiến thuật trọng tâm COG của NATO. Các cuộc tấn công vào hậu tuyến có thể gây ra hoang mang và buộc đối thủ phải phân bổ lực lượng để phòng thủ. Cũng trong cuộc phỏng vấn, các sĩ quan của GUR đã nhận trách nhiệm về một loạt vụ tập kích UAV nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong thời gian gần đây. Theo Guardian, GUR đang tiếp tục lên kế hoạch tập kích cầu Crimea trong nửa đầu năm 2024 nhằm vô hiệu hóa hoàn toàn công trình này. Trước đó, phía Nga từng cáo buộc GUR là bên đã thực hiện vụ đánh bom xe trên cầu Crimea hồi tháng 10 năm 2022. Về phía Moscow, truyền thông Nga nói rằng Ukraine đang gia tăng các cuộc tấn công do liên tục bị đẩy lùi trên tiền tuyến. Việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử là kịch bản mà NATO và Ukraine đều lo ngại. Vì thế, phương Tây được cho là đang tìm cách đảm bảo viện trợ Ukraine trong kịch bản ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Theo các phương tiện truyền thông phương Tây, giới lãnh đạo NATO đang nghĩ ra cách để hạn chế những tác động có thể có trên chính trường Mỹ ảnh hưởng đến chương trình viện trợ Ukraine. RT đưa tin, khối quân sự NATO sẽ đảm bảo việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev mà không phụ thuộc vào Washington. Các kế hoạch dự kiến sẽ được thảo luận tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Brussels trong tuần này. Một trong những thay đổi được đề xuất trong việc hỗ trợ Kiev sẽ ảnh hưởng đến cái gọi là nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, nhóm tổ chức các cuộc họp hàng tháng tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức để điều phối việc vận chuyển vũ khí cho Ukraine. Nhóm này hiện do Washington lãnh đạo. Một số nguồn tin tiết lộ, ý tưởng được khối quân sự đưa ra là chính thức sắp nhập nhóm này vào các cấu trúc của NATO. Cựu quan chức Lầu Năm Góc và NATO, Jim Townsend nói với Politico rằng có cảm giác không phải toàn bộ nhóm mà là một phần của nhóm NATO, cho rằng tốt hơn là nên thể chế hóa quy trình để đề phòng trường hợp Trump tái đắc cử. Hôm 3 tháng 4 tại Brussels, Bỉ, các ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tranh luận về đề xuất lập quỹ 100 tỷ euro, tương đương 108 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm cho Ukraine, nhằm đảm bảo nguồn viện trợ vũ khí về dài hạn cho Kiev. Tại cuộc họp, Reuters dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh nhu cầu của Ukraine đang cấp bách, cảnh báo rằng bất kỳ sự trì hoãn nào về viện trợ cũng sẽ gây ra hậu quả thực tế trên chiến trường. Kế hoạch trên nhận được sự ủng hộ của Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic. Tuy nhiên, những thành viên khác của khối vẫn đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh đề xuất, chẳng hạn như nếu thành lập thì lấy nguồn tài chính từ đâu. Về khả năng này, phát biểu trước cuộc họp, Ngoại trưởng Estonia Magu Tsahkna cho hay, nước ông đề xuất mỗi thành viên NATO góp 0,25% GDP trên một năm để hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Ngoại trưởng Bỉ Hadja Labi cho hay, cuộc họp xoay quanh vấn đề đóng góp của các thành viên tùy vào quy mô nền kinh tế và cảnh báo rằng thật nguy hiểm khi đưa ra những lời hứa mà chúng ta không thể hoàn thành. Còn Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ủng hộ việc thiết lập cơ chế dài hạn để ủng hộ Ukraine, nhưng cho rằng không nên đưa ra những con số mơ hồ. Nếu thực hiện theo kế hoạch của Tổng thư ký Stoltenberg, NATO sẽ thành lập cơ quan kiểm soát quy trình phối hợp viện trợ vũ khí cho Kiev thay cho cơ chế hiện do Mỹ dẫn đầu. Giới chức NATO cho rằng kế hoạch trên có thể đảm bảo nguồn vũ khí đến Ukraine trong trường hợp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể quay về Nhà Trắng nếu đắc cử vào tháng 11. Động thái trên đánh dấu sự chuyển biến quan trọng của NATO, đến nay vẫn từ chối gửi vũ khí cho Ukraine theo tổ chức vì lo ngại có thể kéo NATO đến gần hơn nguy cơ nổ ra cuộc xung đột với Nga. Ngoài ra, bên cạnh việc đề phòng chính trường Mỹ và tăng cường cung cấp vũ khí cho tới khi xảy ra kịch bản ông Trump tái đắc cử, khối quân sự này dự kiến sẽ nâng cấp vai trò của mình để thúc đẩy Ukraine thực hiện những cải cách cần thiết cho việc gia nhập khối. Cựu Tổng thống Donald Trump từng gợi ý rằng ông sẽ đánh giá lại việc viện trợ cho Ukraine nếu ông tái đắc cử vào Nhà Trắng vào cuối năm nay. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump rằng ông có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ bằng cách gọi điện tới Kiev và Moscow. Cựu Tổng thống Mỹ đã từ chối giải thích chi tiết cụ thể về kế hoạch của mình, nhưng có lẽ có ý định gây áp lực cho cả hai bên trong cuộc chiến để buộc phải thỏa hiệp. Vài ngày trước, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết Hạ viện có thể sẽ sớm bỏ phiếu về việc cung cấp nguồn tài trợ mới cho Kiev. Ông Johnson cho biết có một số đổi mới quan trọng trong dự luận lần này. Trong số đó có khả năng gia hạn khoản vay cho Ukraine, một ý tưởng được ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump ưa chuộng. Dự luật có thể cũng sẽ đề cập đến việc tịch thu tài sản thuộc quyền của Nga bị đóng băng ở Mỹ và chuyển số tiền thu được cho Kiev. Ukraine tuyên bố chiến thắng quân sự toàn diện là kết quả duy nhất có thể chấp nhận được, nhưng quân đội nước này phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ của phương Tây. Về phía mình, phía Nga coi cuộc xung đột Ukraine là một phần của cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga. Trong đó, Kiev và NATO đóng vai trò là công cụ cho quyền bá chủ của Mỹ. Giới lãnh đạo Nga cho rằng, việc khối NATO do Mỹ dẫn đầu mở rộng ở châu Âu và ý định sáp nhập Ukraine là một trong những nguyên nhân chính gây ra xung đột ngày nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova mới đây cho biết, Pháp có thể sẽ đưa khoảng 1.500 quân nhân sẵn sàng chiến đấu tới Ukraine. Bà Zakharova nói, có thông tin mới về việc Paris đang chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Chỉ huy Quân đoàn nước ngoài của Pháp vào đầu tháng 3 đã phê duyệt việc thành lập một nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn gồm khoảng 1.500 người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, dự kiến vào tháng 4, nhóm sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu để triển khai tới chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, bà không cung cấp bằng chứng cụ thể. Cho đến thời điểm hiện tại, cả Pháp và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, ngày 3 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cảnh báo người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu rằng việc triển khai binh sĩ Paris tới Ukraine sẽ gây ra một điều tồi tệ đối với Pháp. Cuộc gọi kéo dài một giờ đồng hồ hôm qua là cuộc trao đổi đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước kể từ tháng 10 năm 2022. Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, ông Shoigu cảnh báo rằng Pháp sẽ tự tạo ra vấn đề cho chính mình nếu quyết định gửi quân tới Ukraine. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã để ngỏ khả năng về việc đưa quân tới Ukraine, nhưng ông nhấn mạnh rằng hiện tại Paris không có kế hoạch như vậy. Hồi tháng 2 năm nay, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejourné cho biết Pháp có thể gửi nhân sự rà phá bom mìn và các nhân sự không làm nhiệm vụ chiến đấu tới Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến kéo dài 2 năm với Nga. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Pháp không nêu thời điểm cụ thể của kế hoạch này. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ coi quân đội phương Tây và các hệ thống vũ khí ra nước ngoài cung cấp trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp. Tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng việc triển khai lực lượng nước ngoài sẽ là một sự leo thang lớn, dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, ông Shoigu và người đồng cấp Pháp đã thảo luận về khả năng khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Trong một tuyên bố, và nói thêm rằng, hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức sẽ về vấn đề hòa bình ở Ukraine. Vô ích nếu không có sự tham gia của Nga, ông Shoigu cho biết. Sự sẵn sàng đối thoại về Ukraine đã được ghi nhận. Điểm khởi đầu có thể dựa trên sáng kiến hòa bình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Bộ Quốc phòng Pháp, Bộ trưởng Lecornu nhấn mạnh trong cuộc gọi rằng Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine lâu dài và mạnh mẽ khi cần thiết trong cuộc đấu tranh vì tự do và chủ quyền, nhằm mang lại hòa bình và an ninh cho lục địa châu Âu. Một nguồn tin thân cận với ông Lecornu phủ nhận thông tin rằng ông đã thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình tiềm tàng về vấn đề Ukraine với Nga. Nguồn tin cho biết Pháp không chấp nhận hay đề xuất bất cứ điều gì tương tự.
các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa giữa Nga và Ukraine đã đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022, khi cả hai bên đều cáo buộc nhau đưa ra những yêu cầu phi thực tế. Viễn cảnh thương lượng vẫn bế tắc khi hai bên đưa ra điều kiện tiên quyết quá khác nhau. Trong báo cáo tình hình chiến trường gần đây, Bộ Quốc phòng Anh đã dẫn ảnh vệ tinh chụp ngày 30 tháng 3 cho thấy Nga đang thiết lập rào chắn ở lối vào quân cảng Novorossiysk, một thành phố ở phía tây Nga dọc theo Biển Đen, dường như đang được Nga xây dựng dựa trên những nỗ lực tương tự ở Sevastopol, nơi lực lượng hải quân của Moscow đã bị Ukraine nhắm tới trong suốt cuộc xung đột. Trong bản cập nhật thông tin tình báo có đoạn, do nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của Ukraine ngày càng tăng tại cảng truyền thống Sevastopol, nên cảng Novorossiysk hiện đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ những khí tài quý giá nhất của hạm đội Biển Đen. Gần đây, Anh đã phát hiện 4 xà lan được đặt ở lối vào cảng Novorossiysk nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của cơ sở này từ các xuồng không người lái của Ukraine. Trong bối cảnh thiếu một hạm đội tàu chiến phù hợp cho tác chiến hải quân, Ukraine đã chuyển sang sử dụng xuồng không người lái để gây thiệt hại và phá hủy các tàu chiến Nga cả ở cảng lẫn trên biển kể từ cuối năm 2022. Các hình ảnh vệ tinh được Masa Technologies chụp vào ngày 30 tháng 3 cho thấy các xà lan dường như được đặt ở lối vào cảng Novorossiysk. Các rào chắn cũng xuất hiện trong hình ảnh được tình báo Anh công bố ngày 18 tháng 3 cho thấy chúng đã tồn tại được ít nhất vài tuần. Nhà phân tích tình báo nguồn mở tại Viện Doanh nghiệp Mỹ Brady Afric đã xác nhận việc bố trí các xà lan và cho biết việc tăng cường an ninh tại Novorossiysk là động thái diễn ra trong thời gian gần đây. Trong khi đó, ở Sevastopol, các hệ thống phòng thủ đã hiện diện trong suốt cuộc xung đột. Ông Afric nói, Nga đã đặt các xà lan neo đậu và hệ thống phòng thủ nổi ở cả hai cảng Sevastopol và Novorossiysk. Bên cạnh đó, nhà phân tích cho biết Sevastopol cũng được bảo vệ bằng lưới và cá heo được huấn luyện. Hình ảnh vệ tinh ngày 23 tháng 3 chụp lối vào vịnh Sevastopol cho thấy hệ thống phòng thủ nổi và hệ thống lưới đã được lắp đặt. Ông Afric cho biết thêm, trong khi các hệ thống phòng thủ này có thể cản trở những vụ tấn công của Ukraine vào các tàu chiến Nga trong cảng Sevastopol hoặc Novorossiysk bằng các xuồng không người lái phát nổ, Kiev đã chứng minh khả năng xác định vị trí và tấn công các tàu Nga bên ngoài cảng hoặc thay vào đó nhắm vào chúng bằng tên lửa. Ngày 24 tháng 3, Ukraine xác nhận đã phóng nhiều tên lửa vào Sevastopol trong đêm nhằm trúng mục tiêu là 4 tàu chiến Nga và nhiều hạ tầng khác của hạm đội Biển Đen. Sau cuộc tấn công đó, một nhóm thân Ukraine có tên gọi Atest nói rằng Nga đang dựng các rào cản mới ở lối vào vịnh Sevastopol và chặn tàu qua lại. Bất chấp những nỗ lực của Nga nhằm hạn chế các mối đe dọa đối với hạm đội Biển Đen, bao gồm lắp đặt các rào chắn tại cảng, trang bị súng máy trên tàu chiến và triển khai máy bay tuần tra trong khu vực, Ukraine vẫn tìm cách phá hủy khoảng 1/3 số tàu chiến của Moscow kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra. Ngày 3 tháng 4, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã sử dụng hàng nghìn vũ khí dẫn đường, trong đó có hơn 3.000 bom lượn để tấn công Ukraine trong tháng 3 vừa qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, chỉ trong tháng 3, lực lượng Nga đã sử dụng hơn 3.000 quả bom dẫn đường, 400 tên lửa các loại và 600 máy bay không người lái UAV cảm tử kiểu Shahed để tấn công Ukraine. Nga ném bom không ngừng nghỉ nhằm vào khu vực tiền tuyến và biên giới, đồng thời phá hoại nhiều thành phố và làng mạc. Tổng thống Zelensky cho biết Nga đang tiến hành triển khai bom lượn dẫn đường nhằm tấn công thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu và gây hư hại hàng loạt công trình dân sự. Ông Zelensky nói thêm, điều này sẽ không xảy ra nếu Ukraine nhận được những hệ thống phòng không đáng tin cậy để bảo vệ các thành phố. Tên lửa Patriot trong tay binh sĩ Ukraine đã cho thấy mọi nỗ lực tấn công của Nga đều có thể bị chặn đứng. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa có bình luận nào về thông tin trên. Cơ quan này thường không công bố số lượng vũ khí được sử dụng trong các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine. Bom lượn của Nga được trang bị mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMPK, đi kèm với thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển, nhằm nâng cao đáng kể độ chính xác. Cánh nâng cho phép bom bay tới 70 km, xa hơn nhiều so với bom thông thường. Phương án này tương tự như dòng bom JDAMER của Mỹ, biến các bom thông thường thành bom thông minh, giảm chi phí so với việc sản xuất các quả bom dẫn đường chuyên biệt. Thời gian bay ngắn, tiết diện radar nhỏ và quỹ đạo bay khó đoán khiến cho Ukraine gần như không có biện pháp nào để đối phó với bom UMPK, trừ triển khai tên lửa Patriot tới tiền tuyến để phục kích tiêm kích số 34 mang chúng. Nga sẽ gặp khó khăn rất lớn trong quá trình hiện đại hóa nếu không có nguồn lực công nghệ phương Tây. Ngày 2 tháng 4, tờ Nea Vesimaya Gazeta đưa tin, nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tập trung vào việc tìm kiếm một mô hình phát triển mới. Con đường phát triển của nước này kể từ khi Liên Xô sụp đổ dần được bộc lộ thông qua định hướng xuất khẩu kết hợp với việc chuyển đổi nguồn thu ngoại tệ thành hàng tiêu dùng cho người dân, nhập máy móc, thiết bị, công nghệ và thực tiễn quản lý doanh nghiệp. Giá xuất khẩu nguyên liệu thô càng cao thì các mặt hàng từ nước ngoài nhập khẩu vào Nga càng đa dạng, từ vật liệu xây dựng và đồ gia dụng đến máy bay tư nhân và thiết bị y tế công nghệ cao.
Nhưng giờ đây, khi căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng, đặc biệt là sau cuộc xung đột ở Ukraine, Nga phải đối mặt với nhu cầu tự mình giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ và tài chính. Ví dụ về việc điều chỉnh doanh số bán dầu cho Ấn Độ và những khó khăn nảy sinh trong việc chuyển số tiền thu được từ đồng rúp thành nguồn lực có ích cho Nga là minh chứng rõ ràng cho sự phức tạp và thách thức đó. Áp lực trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đối với các đối tác của Nga tại Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và các nước Trung Á, ví dụ như Kazakhstan, ngày càng gia tăng nhằm hạn chế cung cấp các thiết bị vi điện tử, chất bán dẫn, phần mềm, máy tính và hàng hóa lưỡng dụng cho Nga. Các dòng tài chính từ xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ đang bị áp lực nặng nề hơn. Các công ty và đội tàu chở dầu bị giám sát, hoạt động bốc dỡ hàng tại các cảng trung chuyển của họ bị phong tỏa. Có vẻ như phương Tây sẽ dành toàn bộ năm 2024 để thắt chặt cơ chế thực thi các biện pháp trừng phạt để được áp đặt và ngăn chặn chúng bị lách luật. Trong điều kiện như vậy, Tổng thống Putin sẽ buộc phải yêu cầu chính phủ đẩy nhanh việc xây dựng các cấu trúc còn thiếu của chuỗi cung ứng công nghệ của quốc gia. Nhiều sản phẩm phức tạp, chẳng hạn như máy bay, cần phải đảm bảo được cung cấp 100% linh kiện từ trong nước. Một nhiệm vụ khác so với trước đây được giao cho các trường đại học tư thục lớn trong vấn đề này. Giờ đây rất có thể họ sẽ phải đào tạo nhân sự cho toàn bộ nền kinh tế, chứ không chỉ cho nhu cầu của riêng họ. Nhìn lại quá khứ, ngay cả trong những năm 1930, quá trình công nghiệp hóa ở Liên Xô đã diễn ra với sự hỗ trợ lớn về công nghệ và kỹ thuật từ các nước phát triển. Đầu năm 1931, Tổng bí thư Đảng Cộng hòa Liên Xô Joseph Stalin đã phát biểu tại một cuộc họp của các nhà quản lý doanh nghiệp. Chúng ta đã đi sau các nước tiên tiến từ 50 đến 100 năm. Chúng ta phải rút ngắn quãng đường này trong 10 năm, hoặc chúng ta làm điều này, hoặc chúng ta sẽ bị phá hủy. Kể từ đó, việc thu hút vốn nước ngoài để tạo ra nền công nghiệp Liên Xô đã trở thành ưu tiên của chính phủ. Đến năm 1940, người nước ngoài, chủ yếu là từ Mỹ, đã góp phần phát triển các ngành công nghiệp hóa chất, hàng không, điện, dầu mỏ, khai thác mỏ, than đá, luyện kim ở Liên Xô. Ô tô, máy kéo và động cơ máy bay đều được chế tạo ở cả Liên Xô và Mỹ. Ví dụ, nhà máy kéo Stalingrad nổi tiếng được xây dựng ở Mỹ, tháo dỡ, vận chuyển lên tàu và lắp ráp tại Liên Xô. Nhà máy ô tô Gorky, một trong những nhà máy sản xuất ô tô dân sự và quân sự lớn nhất ở Liên Xô, trước đây và Nga hiện nay, được thành lập với sự liên doanh cùng tập đoàn Ford của Mỹ. Nhưng hiện nay, một mô hình công nghiệp hóa như vậy là không thể thực hiện được vì lý do địa chính trị và Nga cần một hướng đi mới. Đây chính là một thách thức chưa từng có đối với cả Nga và Tổng thống Putin. Với nhu cầu rất lớn, ngân sách đầu tư công và tư, những nhà quản lý, nhà khoa học mới tài năng, sự lạc quan và ủng hộ của người dân, nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ trên thị trường tiêu dùng, khả năng phục hồi tốt và có đồng nội tệ mạnh. Ngoài ra, một vấn đề quan trọng là mọi thứ diễn ra đồng bộ, đó là điều kiện để thành công. Ngày 3 tháng 4, Guardian dẫn lời các quan chức tình báo cấp cao giấu tên của Ukraine cho biết, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine DIU đang chuẩn bị cho kế hoạch phá hủy cầu Crimea trong tương lai gần. Nguồn tin tình báo Ukraine cho hay, chúng tôi sẽ làm điều đó trong nửa đầu năm 2024. Nguồn tin nói thêm rằng, DIU đã có sẵn gần như đầy đủ các phương tiện để thực hiện mục tiêu này. Theo nguồn tin, vũ khí phương Tây có thể cho phép Ukraine phá hủy cây cầu dễ dàng hơn. Nguồn tin cho biết, người đứng đầu DIU, ông Kirill Budanov, đang hành động theo kế hoạch được Tổng thống Volodymyr Zelensky phê duyệt nhằm giảm thiểu sự hiện diện quân sự của Nga ở Biển Đen. Tuy nhiên, vẫn còn những nghi ngờ về tính khả thi của hoạt động này khi các chuyên gia đặt câu hỏi về khả năng của Ukraine trong việc vượt qua hệ thống phòng thủ đáng gờm mà Nga đã bố trí để bảo vệ cây cầu. Bất chấp những thách thức này, chính quyền Ukraine vẫn kiên quyết thực hiện cam kết làm suy yếu sự kiểm soát của Nga đối với Crimea. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa rõ chi tiết kế hoạch của Ukraine, trong khi đó, Nga đã tăng cường đáng kể các biện pháp bảo vệ cầu Crimea. Gần đây, Nga được cho là đã huy động thêm các khẩu đội tên lửa phòng không S-300 và Panzer S-1 để gia cố phòng thủ cho Crimea. Dòng lửa S-300, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung của Liên Xô, được thiết kế để chống lại máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở độ cao từ 25m đến 27km, với tầm bắn lên tới 100km. Khi được tập hợp lại với nhau, các hệ thống S-300 bảo vệ hiệu quả các khu vực rộng lớn khỏi các mối đe dọa trên không. S-300 được công nhận là một trong những hệ thống tên lửa phòng không uy lực của Nga. Trong khi đó, Panzer, hệ thống pháo phòng không và tên lửa đất đối không tự hành, có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở quân sự, công nghiệp và hành chính khỏi các mối đe dọa trên không. Panzer cũng được cung cấp khả năng phòng thủ chống lại máy bay, trực thăng, đạn pháo chính xác, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đặc biệt ở tầm thấp. Truyền thông Ukraine mới đây đã cho biết, Kiev có thể sẽ chấp nhận việc viện trợ của Mỹ dưới dạng khoản vay để có thêm ngân sách và vũ khí cho cuộc chiến với Nga.
Theo đó, cuối tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã tuyên bố rằng ông có kế hoạch đệ trình lên cơ quan lập pháp một dự luật viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh kết thúc vào ngày 9 tháng 4. Gói viện trợ này có thể bao gồm một số đổi mới quan trọng, trong đó ông Johnson đề cập đến các điều khoản tín dụng và khả năng sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho nỗ lực tái thiết Ukraine. Trong khi đó, các nghị sĩ Ukraine tại Verkhovna Rada, Quốc hội, từ chối bình luận chính thức về các chi tiết liên quan tới kế hoạch viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine, ví dụ như khung thời gian và điều khoản tín dụng. Trong cuộc phỏng vấn với Kyiv Post, một nguồn tin của Verkhovna Rada cho biết, bản thân ông Johnson cũng không biết gói viện trợ này sẽ bao gồm những gì, trông như thế nào và khi nào nó sẽ được phê duyệt. Vì vậy, đưa ra bất kỳ dự đoán nào cũng giống như chỉ tay lên trời. Một nguồn tin giấu tên khác thuộc một trong những ủy ban chủ chốt của Quốc hội Ukraine cho biết, Kyiv sẽ chấp nhận viện trợ của Mỹ, ngay cả với các điều khoản tín dụng, vì họ không có lựa chọn nào khác. Nguồn tin của Kyiv Post cho hay, nếu đó là một khoản vay, chúng tôi vẫn sẽ nhận 60 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ. Đó có phải là một lựa chọn tồi tệ hơn không? Đó là chắc chắn. Liệu Ukraine có thể trả hết khoản vay này không? Bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Ukraine vẫn sẽ nhận nó vì không có lựa chọn nào khác. Thông tin này đến trong bối cảnh người đứng đầu Ủy ban Chính sách Tài chính Thuế và Hải quan của Verkhovna Rada, ông Danilo Hetmanset tuần trước đã báo cáo rằng nợ quốc gia của Ukraine đã tăng hơn 50 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm diễn ra cuộc chiến với Nga. Theo ông, tính đến ngày 29 tháng 2, tổng số nợ lên tới 143,7 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu do các khoản vay ưu đãi từ nước ngoài. Trong khi đó, khoản viện trợ trị giá 50 tỷ euro, tương đương 53,9 tỷ đô la Mỹ của Liên minh châu Âu EU, là một trong những khoản vay mềm lớn nhất mà Ukraine sẽ phải hoàn trả trong 20 năm tới. Theo Roxolana Pitlasa, người đứng đầu Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Ukraine, phần lớn số tiền 50 tỷ euro sẽ được cung cấp dưới dạng các khoản cho vay, quan chức Pitlasa cho biết. EU cung cấp cho Ukraine các khoản viện trợ không hoàn lại để trang trả lãi suất cho các khoản vay. Vì vậy, số tiền gốc được sử dụng nhưng sẽ phải được trả lại. Hồi tháng 2 năm nay, một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc, Ủy ban châu Âu và Chính phủ Ukraine cho thấy việc tái thiết lại nền kinh tế Ukraine sau chiến dịch quân sự của Nga dự kiến sẽ tiêu tốn 486 tỷ đô la Mỹ. Con số này cao gấp 2,8 lần sản lượng kinh tế dự kiến vào năm 2023 của Ukraine. Ngoài ra, trên tiền tuyến, các khoản viện trợ nhỏ giọt từ phương Tây khiến Kyiv đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí, đạn dược nghiêm trọng. Nga đang tận dụng thời cơ để tăng cường các đợt tấn công và đã đạt được đà tiến trên mặt trận miền Đông. Cuộc tập trận kéo dài 19 ngày ở Moldova đang diễn ra trong thời kỳ căng thẳng về chính trị trong nước và khu vực. Đài Sputnik của Nga đưa tin, cuộc tập trận huấn luyện trao đổi kết hợp chung 2024-GZ-2024 diễn ra từ ngày 1 tháng 4 với sự tham gia của hai tiểu đoàn lực lượng đặc nhiệm Mỹ và Rumani. Trong đó, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và Rumani đang nỗ lực kết nối với các đơn vị tình nhuệ của Moldova như Fulgur, Scorpion và Pantera. Cuộc tập trận này được tiến hành không chỉ ở thủ đô Chisinau mà còn ở nhiều khu vực đóng quân của quân đội Moldova trên khắp đất nước. Người dân đã được cảnh báo không nên lo lắng nếu nhìn thấy xe tăng, APC và các loại xe bọc thép hạng nặng khác trên đường. Quân đội Moldova cho biết mục đích của cuộc tập trận là để trao đổi kinh nghiệm và tăng cường khả năng tác chiến giữa quân đội ba nước Moldova, Rumania, Mỹ. Cuộc tập trận cũng nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng tác chiến và thực hành các nhiệm vụ cụ thể trên thực địa. Người đứng đầu vụ Ukraine thuộc Viện Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS tại Moscow, ông Ivan Skarikov nhận thấy Mỹ, Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đều phô trương sức mạnh trong cuộc tập trận này. Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, ông nhắc lại cả Mỹ và Romania đều là thành viên của NATO. EU đã phê duyệt trao cho Moldova tư cách ứng viên gia nhập khối từ tháng 6 năm 2022. Chuyên gia Vladimir Bruter tại Viện Nghiên cứu Chính trị và Nhân đạo Quốc tế cho rằng NATO đang muốn tất cả các quốc gia giữa liên minh này và Nga nằm dưới sự kiểm soát của khối. Và Moldova, nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ nằm cạnh khu vực xung đột ở Ukraine, là một trong số ít quốc gia này, ông Bruter nói với Sputnik rằng Moldova ngày nay là một lãnh thổ bị kẹt giữa phương Tây và Ukraine và phương Tây sẽ không để quốc gia này nằm trong vùng xám đó. Theo ông, mục đích của các cuộc tập trận này là để hội nhập Moldova vào các thể thức phương Tây bởi theo truyền thống, Nga có vị thế khá quan trọng ở Moldova. Theo hiến pháp được thông qua vào những năm 1990, Moldova là một quốc gia trung lập không tham gia vào các khối quân sự. Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2020 khi Tổng thống Maia Sandu lên nắm quyền, nước này đã bắt đầu xích lại gần NATO và EU hơn. Về mặt lãnh thổ, Moldova là một quốc gia Đông Âu nhỏ nằm giữa Ukraine và Rumania.
Vị trí địa lý của Moldova đã khiến cho quốc gia này trở thành một vùng xám, với chiều rộng 100-150 km giữa biên giới phía Tây và phía Đông. Theo quan điểm của ông Baruter, các chiến lược xa phương Tây sẽ không đặt nhiều căn cứ NATO tại Moldova, nếu nước láng giềng Romania. Tuy nhiên, Mỹ và NATO sẽ có khả năng kiểm soát cơ sở hạ tầng của Moldova. Ông Baruter nói rằng hiện tại phương Tây đang quan tâm đến các đối tác chiến lược. Chẳng hạn, tuyến đường sắt chạy qua Moldova được sử dụng để vận chuyển vật liệu quân sự đến Ukraine. Tuy nhiên, Nga cảnh báo rằng Kishinev sẽ phải trả giá cho động thái chống Nga. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói, bất chấp tình trạng trung lập của Moldova, phương Tây vẫn lôi kéo Moldova vào cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng tôi đã cảnh báo quan chức Kishinev về hậu quả tai hại của những bước đi này. Theo các cuộc thăm dò dư luận, những động thái ngược chiều của Moldova trong thời gian gần đây cũng đã bị nhiều người dân phản đối. Trong khi đó, vào mùa thu năm nay, Moldova sẽ tổ chức bầu cử tổng thống, cuộc bầu cử mà nhiều người coi là cuộc trưng cầu dân ý về đường hướng xích lại gần phương Tây của quốc gia này. Theo quan điểm của ông Baruter, phương Tây chắc chắn sẽ ủng hộ bà Sandu tiếp tục nắm quyền, ông Skarikov nhận định. Bà Sandu có thể nhận được 30-40% phiếu bầu, chủ yếu là những người đặt hy vọng vào việc Moldova gia nhập EU. Nhưng những người muốn theo đường hướng thân Nga cũng không ít ở Moldova, thậm chí họ có thể chiếm đa số. Ngày 1 tháng 4, trang Breaking Defense đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đã dỡ bỏ các hạn chế vào ngày 19 tháng 3 sau khi sửa lỗi phần cứng và phần mềm cho hệ thống chống sấm sét trên các mẫu F-35A. Vào năm 2020, các kỹ sư phát hiện những ống dẫn khí được lắp đặt vào hệ thống tạo khí trời trên máy bay. OBI-GGS của một số chiếc F-35A bị hư hại. Loại tiêm kích này sau đó bị cấm bay trong bán kính 40 km từ khu vực có sấm sét. OBI-GGS giúp máy bay không phát nổ khi bị sét đánh bằng việc bơm không khí chứa nhiều nitơ vào thùng nhiên liệu để làm trơ các chất bên trong. Nếu các ống dẫn khí trơ hư hỏng, hệ thống OBI-GGS có thể không hoạt động bình thường trong trường hợp khẩn cấp. Văn phòng chương trình hỗn hợp F-35 Lightning II GPO, cơ quan thuộc chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm sản xuất và bảo trì các loại F-35, không tiết lộ có bao nhiêu máy bay đã được sửa chữa hệ thống OBI-GGS và có thể bay gần sấm sét, trích dẫn những lo ngại an ninh. Sét từ lâu là mối lo với các dòng F-35, đôi khi bị coi là sự mỉa mai khi mẫu tiêm kích này mang biệt danh tia chớp hay. Vào đầu thập niên năm 2010, Lầu Năm Góc đã áp đặt hạn chế bay với F-35 sau khi kỹ sư thử nghiệm vũ khí độc lập phát hiện thùng nhiên liệu không nhận đủ khí giàu nitơ để đảm bảo an toàn cho máy bay. Sau khi chỉnh sửa, F-35 đã được bay gần sấm sét vào năm 2014, cho đến khi phát hiện ít nhất 24 chiếc F-35A gặp sự cố ở hệ thống OBI-GGS vào năm 2020. Sự cố này không xuất hiện trên hai biến thể cất cánh quãng ngắn F-35B và phiên bản cho tàu dân bay F-35C. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vào năm 2020 phải tạm hoãn chuyển giao toàn bộ mẫu F-35 trong vài tuần để khắc phục lỗi. Công ty sản xuất F-35 Lockheed Martin khi đó cho biết không có sai sót trong khâu lắp đặt và có thể chuyển giao, song sự cố xuất hiện ở quá trình vận hành. Bộ Tư lệnh Tác chiến trên không của Không quân Mỹ nói trong tuyên bố rằng OBI-GGS đã trải qua quá trình kiểm tra và phân tích phần cứng rộng rãi, cho biết sau khi được chứng nhận an toàn để vận hành, giới hạn khoảng cách sẽ được giảm. Cơ quan này nói thêm, phi công được hướng dẫn không bao giờ bay vào thời tiết sấm sét, trừ khi đó là điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Sáng ngày 4 tháng 4, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển thành phố Mang Nhai, phía Tây Bắc Trung Quốc. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất có độ lớn 5,5 độ, xảy ra vào lúc 8 giờ 39 phút ngày 4 tháng 4 theo giờ địa phương, độ sâu chấn tiêu chỉ 10 km. Tâm chấn nằm ở thị trấn Hoa Thổ Câu, cách thành phố Mang Nhai 17 km và cách thành phố Tây Ninh 978 km. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn thông tin từ Ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Mang Nhai cho biết động đất được cảm nhận rõ ràng vào thời điểm này. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa nhận được báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại tài sản. Trước mắt, một số phương tiện và nhân sự của phân đội tiền phương Mang Nhai được điều động đến khu vực động đất để kiểm tra tình hình. Mang Nhai là một thành phố cấp huyện thuộc châu tự trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải. China News đưa tin cũng có báo cáo về rung chấn ở thành phố Đôn Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc, thị trấn Nhược Khương và nhiều nơi khác ở khu tự trị Tân Cương. Trước đó, rạng sáng ngày 3 tháng 4, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển thành phố Đài Bắc ở đảo Đài Loan, kéo theo cảnh báo sóng thần ở các đảo phía nam Nhật Bản và Philippines. Trận động đất này được đánh giá là mạnh nhất từng xảy ra tại đây trong vòng 25 năm qua, kể từ trận động đất năm 1999. Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy một tòa nhà cao tầng đổ sập xuống đường phố đông đúc ở thành phố Hoa Liên, Đài Loan, sáng ngày 3 tháng 4 do trận động đất. Một tòa nhà cao tầng bên đường bỗng chốc đổ sập xuống, bụi tung mù mịt khiến người đi đường vội vã bỏ lại phương tiện và chạy thoát thân.
hiện chưa rõ có thương vong nào trong trường hợp này hay không. Reuters dẫn thông tin từ cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết 70 thợ mỏ đang mắc kẹt trong hai mỏ đá ở Hoa Liên. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để đưa các thợ mỏ ra ngoài an toàn. Đài Loan là một trong những nơi có quy định xây dựng chống chọi động đất nghiêm ngặt nhất trên thế giới khi đã trải qua nhiều thiên tai kinh hoàng. Trận động đất sáng 3 tháng 4 đã làm rung chuyển hầu hết hòn đảo Đài Loan. Tuy nhiên, chủ yếu chỉ các tòa nhà ở thành phố Hoa Liên nằm gần tâm trấn ngoài khơi phía đông hòn đảo bị hư hại. Hình ảnh hiện trường cho thấy những tòa nhà không sụp đổ hoàn toàn mà lún sập một phần và ngả nghiêng, còn kết cấu phía trên vẫn trụ vững. Thiên tai xảy ra vào buổi sáng, ngay khung giờ cao điểm, song không gây ra tổn thất nghiêm trọng về người. Chuyên gia địa chất tại Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri của Mỹ, ông Stephen Gao nhận định, Đài Loan là một trong những nơi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trên thế giới để ứng phó động đất. Hòn đảo có quy định xây dựng nghiêm ngặt, thiết lập mạng lưới giám sát địa chất và các chương trình phổ cập kiến thức cho toàn dân về ứng phó động đất. Đài Loan và vùng biển quanh hòn đảo ghi nhận khoảng 2.000 địa chấn mạnh hơn 4 độ và hơn 100 địa chấn mạnh hơn 5,5 độ từ năm 1980 đến nay. Cơ quan khí tượng Trung ương Đài Loan CWB mỗi ngày ghi nhận khoảng 100 địa chấn ở các cấp độ khác nhau, nhưng phần lớn chấn động không đáng kể và không cảm thấy được ở đất liền. Giới chức hòn đảo đã siết chặt các quy định xây dựng để sống chung với động đất trong những thập kỷ qua, đặc biệt sau nhiều bài học xương máu vì mất cảnh giác với thiên tai. Điển hình chính là công trình tháp Đài Bắc 101 ở thủ phủ hòn đảo, nổi tiếng với con quay hồi chuyển ở những tầng cao nhất của tòa nhà nhằm giảm nguy cơ sụp đổ khi động đất xảy ra. Công trình được khởi công xây dựng vào năm 1999 và hoàn thành vào năm 2004, cao 508 mét với 101 tầng. Tòa nhà được thiết kế với 16 trục thép làm xương sống, bao quanh bởi 8 cột chịu lực vành đai bằng bê tông cốt thép được xây đến tầng 62. Mỗi 8 tầng lầu, tòa nhà lại có một hệ thống khung thép nối giữa xương sống và các cột trụ. Con quay hồi chuyển chống rung được đặt trong khu vực từ tầng 87 đến tầng 92, nặng 660 tấn và đường kính 5,4 mét. Trong trường hợp động đất hoặc bão ập đến, công cụ này sẽ giữ cân bằng cho toàn bộ kết cấu. Độ bền bỉ của tháp Đài Bắc 101 đã được kiểm chứng qua những vụ động đất vào năm 2004 và 2022. Tháng 10 năm 2022, cơ quan nội vụ Đài Loan tiếp tục điều chỉnh quy định và hướng dẫn thiết kế xây dựng chống chọi động đất trên hòn đảo. Họ đẩy mạnh kiểm tra các công trình có dấu hiệu cơi nới hoặc xây thêm gác tạm sai thiết kế ban đầu. Với những tòa nhà thuộc diện rủi ro động đất và đang chờ quy hoạch trùng tu hoặc phá dỡ, chủ sở hữu buộc phải xây thêm cấu trúc chịu lực để tăng an toàn. Chương trình kiểm tra an toàn được duy trì với tất cả trường học và ký túc xá, mở rộng đến tòa nhà khách sạn, chợ và công trình công cộng. Mọi người dân được khuyến khích trình báo chính quyền nếu có cơ sở để lo ngại về độ an toàn của tòa nhà. Quy định vào năm 2022 cũng buộc mọi tòa nhà nằm gần các đường đứt gãy điện chất phải được gia cố, tăng khả năng chống chọi động đất từ 20 đến 30% so với bình diện chung. Cơ quan nội vụ Đài Loan ước tính khuyến nghị này sẽ khiến chủ các tòa nhà trung bình tốn thêm 5% chi phí xây dựng. Trong cuộc họp phổ biến xây dựng vào năm 2022, quan chức phụ trách quy hoạch và xây dựng của Đài Loan, Ngô Hân Tu nhấn mạnh: "Tuy nhiên, nhà cửa được an toàn luôn quan trọng hơn giá trị bất động sản." Trận động đất mạnh nhất trong 25 năm qua tại Đài Loan đã khiến cho một số tiêm kích F-16V ở căn cứ không quân Hoa Liên bị hư hại. Theo hãng tin Reuters, không quân Đài Loan đang đánh giá thiệt hại sau khi trận động đất mạnh vào sáng ngày 3 tháng 4 làm ảnh hưởng tới hoạt động của một số chiến đấu cơ F-16 được nâng cấp gần đây. Không quân Đài Loan xác nhận 6 chiếc F-16 đã bị hư hại nhẹ tại căn cứ không quân Hoa Liên. Tuy nhiên, các báo cáo khác cho hay con số này là 8 máy bay. Bộ Tư lệnh Không quân cho biết, qua kiểm tra, những chiếc máy bay chiến đấu này chỉ bị hư hỏng nhỏ do va đập và không ảnh hưởng đến khung máy bay. Đồng thời, trận động đất đã làm sập đổ hoặc rạn nứt nhiều hạ tầng tại căn cứ không quân ở huyện Hoa Liên, ven biển phía đông Đài Loan, khu vực sát tâm trấn và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Năm 2019, Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán máy bay chiến đấu F-16 của tập đoàn Lockheed Martin trị giá 8 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan. Thỏa thuận này sẽ nâng số lượng máy bay chiến đấu F-16 của hòn đảo lên tới hơn 200 chiếc, quy mô lớn nhất ở châu Á. Theo thỏa thuận, Đài Loan đã chuyển đổi 141 máy bay chiến đấu F-16AB thành loại F-16V và đặt mua thêm 66 chiếc F-16V mới. Dòng F-16V mới được trang bị hệ thống điện tử hàng không, vũ khí và radar mới để đối phó tốt hơn với lực lượng không quân Trung Quốc, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình J-20. Trước đó vào khoảng 7 giờ 58 phút ngày 3 tháng 4, trận động đất mạnh đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan làm rung chuyển cả hòn đảo, khiến nhiều nhà cửa đổ sập. Cục khí tượng Đài Loan cảnh báo các đợt dư chấn có cường độ từ 6,5 đến 7 độ Richter có thể xảy ra trong vòng 3 đến 4 ngày tới. Cơ quan này đã ghi nhận hàng chục cơn dư chấn trong ngày 3 tháng 4, trong đó 30 dư chấn cường độ trên 4 độ Richter và 2 dư chấn có cường độ trên 6 độ Richter.
Cũng theo Cục Khí tượng Đài Loan, đây là trận động đất mạnh nhất trong 25 năm trở lại đây, kể từ trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra vào ngày 21 tháng 9 năm 1999. Hồi đầu năm nay, Bộ Môi trường Đức đã đề xuất áp đặt hạn chế nghiêm ngặt hơn với hoạt động nhập khẩu chiến lợi phẩm săn bắn do lo ngại tình trạng săn bắt động vật hoang dã. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức ngày 2 tháng 4, Tổng thống Botswana phản đối ý tưởng trên, cho rằng nó có thể ảnh hưởng mạnh đến nguồn thu của người dân quốc gia châu Phi này. Theo Tổng thống Mogwe SC Masisi, những nỗ lực bảo tồn đã khiến quần thể voi ở Botswana bùng nổ và săn bắn là biện pháp quan trọng để kiểm soát lượng cá thể voi. Botswana là quốc gia có quần thể voi lớn nhất thế giới với khoảng 130.000 con. Ông Masisi nói, đàn voi đang gây thiệt hại về tài sản, chúng phá hủy mùa màng, tấn công người dân. Các chính trị gia ngồi ở Berlin có thể dễ dàng bàn luận về các vấn đề tại Botswana, nhưng chúng tôi mới là những người đang phải trả giá cho chính sách bảo tồn này. Botswana đã áp lệnh cấm săn bắn voi lấy chiến lợi phẩm năm 2014, nhưng dỡ bỏ vào năm 2019 dưới áp lực từ cộng đồng địa phương, nước này hiện ban hành hạn ngạch săn bắn hàng năm. Botswana đã gửi 8.000 con voi tới Angola và 500 con cho Mozambique trong nỗ lực giải quyết tình trạng bùng nổ số lượng voi. Hồi tháng 3 năm nay, giới chức nước này cũng dọa gửi 10.000 con voi đến London Anh. Ông Masisi cảnh báo thêm rằng, chúng tôi cũng muốn tặng một món quà như vậy cho Đức với 20.000 con voi, không chấp nhận lời từ chối. Ông tuyên bố, người Đức nên sống chung với những con voi đó như cách họ bảo chúng tôi nên làm vậy. Ông cũng khẳng định đây không phải lời nói đùa. Về phía mình, Bộ Môi trường Đức cho biết Botswana chưa nêu bất kỳ quan ngại nào với Đức về vấn đề này. Một phát ngôn viên cho biết, cơ quan này tiếp tục đàm phán với các nước châu Phi bị ảnh hưởng bởi các quy định về nhập khẩu chiến lợi phẩm săn bắn, trong đó có Botswana. Đức là một trong những bên nhập khẩu chiến lợi phẩm săn bắn lớn nhất châu Âu trong giai đoạn 2004 đến 2015. Cơ quan bảo tồn tự nhiên Liên bang Đức BfN đã cấp phép nhập khẩu 162 xác voi nhồi bông, 900 ngà, 600 bộ da, 180 chiếc đuôi cùng hàng trăm tai và chân voi, những thứ được coi là chiến lợi phẩm sau các cuộc săn. Nhưng chiến lợi phẩm từ voi châu Phi cần giấy phép nhập khẩu theo quy định. Các nước châu Âu đang thảo luận siết hạn chế, tập trung vào mở rộng danh sách các loài động vật hoang dã cần được bảo vệ. Không quân Nga được cho là đã chịu tổn thất máy bay nặng nề trong vài tuần qua, bao gồm hơn chục máy bay chiến đấu như máy bay ném bom chiến đấu Su-34, máy bay chiến đấu Su-35 và máy bay do thám quân sự A-50 hiếm. Ngày 3 tháng 4, trong bản cập nhật hàng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho biết có khả năng các cuộc tấn công thành công của Kiev và các địa điểm quân sự đã buộc Nga phải thực hiện một số kỹ thuật mồi nhử và đánh lừa để làm xáo trộn các nỗ lực nhắm mục tiêu của Ukraine. Điều này bao gồm việc máy bay chiến đấu mồi nhử của Nga được sơn trên nền bê tông của sân bay Korobskoy, Kirovsky ở Crimea. Tuy nhiên, đề cập đến hình ảnh vệ tinh cho thấy chiếc trực thăng nằm trên một chiếc Sukhoi Su-30 mồi nhử, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các lực lượng Nga vẫn hạ cánh trực thăng của họ trên những hình bóng mồi nhử được sơn màu, làm suy yếu hoàn toàn nỗ lực đánh lừa. Bản cập nhật cho biết thêm, điều này cũng tiết lộ thứ tự thực sự của trận chiến sức mạnh máy bay tại các căn cứ không quân này mà Nga có thể đang cố gắng che giấu khỏi bức tranh tình báo của Ukraine. Ngoài việc Ukraine tuyên bố chịu trách nhiệm bắn hạ máy bay Nga, tuần trước, Kiev còn cho biết rằng trên thực tế, Moscow đã bắn rơi một trong những máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 của mình tại Crimea do ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trước đó, Newsweek đưa tin, hơn 1/5 số thiệt hại về máy bay có người lái và trực thăng được biết đến ở Nga trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 năm 2022 đến giữa tháng 8 năm 2023 không phải do Ukraine gây ra. Điều này diễn ra trong bối cảnh có dự đoán về tác động của máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp đối với khả năng hàng không của Ukraine, với việc máy bay do Mỹ sản xuất dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Khi được hỏi về việc cung cấp máy bay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng những chiếc máy bay có công nghệ vượt trội so với các máy bay phản lực thời Liên Xô mà Ukraine sử dụng sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi, bất kể chúng ở đâu. Trong chuyến thăm Grodno, thành phố nằm ở phía tây Belarus mới đây, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã công khai tuyên bố rằng mặc dù đất nước ông không tìm kiếm bất kỳ xung đột nào, nhưng họ đang tích cực chuẩn bị cho giao tranh. Ông Lukashenko tuyên bố, đừng tin lời bất cứ ai nói rằng chúng tôi muốn chiến đấu, nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc chiến và tôi đang thẳng thắn nói về điều này. Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho xung đột. Ông cũng tiết lộ rằng Belarus, đồng minh giật của Nga ở châu Âu đang huấn luyện các đơn vị quân đội và cung cấp vũ khí, trang thiết bị cho lực lượng vũ trang của mình. Tuy nhiên, ông Lukashenko khẳng định, Belarus không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ quốc gia nào. Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh, chúng tôi không cần phải đe dọa bất cứ ai, chúng tôi không muốn đất của người khác. Trên thực tế, chúng tôi cầu nguyện Chúa ban cho chúng tôi sức mạnh để canh tác trên mảnh đất mà chúng tôi đã có. Trước đó, Tổng thống Belarus cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo quân đội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Ông nhấn mạnh, nước này sẵn sàng trước một tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Cùng ngày, Belarus tuyên bố quân đội nước này đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận ở khu vực biên giới với Ukraine và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU là Litva và Ba Lan. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các cuộc tập trận sẽ diễn ra trong 3 ngày ở khu vực Gomel và Grodno giữa lúc mối quan hệ giữa Belarus và các nước láng giềng phương Tây và Ukraine ngày càng xấu đi. Trong cuộc tập trận, các sĩ quan và lực lượng bảo vệ lãnh thổ sẽ được huấn luyện về cách bảo vệ các khu vực họ phụ trách. Ngoài ra, các sĩ quan và binh sĩ cũng được huấn luyện cách thức hành động trong trường hợp thiết quân luật. Các cuộc tập trận đang được tiến hành dưới sự giám sát của chỉ huy lực lượng tên lửa và pháo của lực lượng vũ trang Belarus. Do Nga, Belarus là đồng minh ruột của nhau nên Tổng thống Lukashenko cũng có mối quan hệ rất gần gũi, thân thiết với Tổng thống Putin. Hồi tháng 2 năm 2023, bản thân ông Lukashenko đã tuyên bố rằng chính quyền Belarus sẵn sàng cho phép người Nga sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành một cuộc tấn công tiềm tàng vào Ukraine và cảnh báo sẵn sàng tham gia xung đột nếu Belarus phải đối mặt với các hành động khiêu khích từ Ukraine. Năm 2023, Nga và Belarus đã đồng ý đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus. Khi đó, ông Putin nhấn mạnh rằng động thái này sẽ không vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo đó, cuối tháng 12 năm 2023, tại phiên họp hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á-Âu diễn ra ở thành phố Saint Petersburg của Nga, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh rằng các lô vũ khí đã được hoàn thành vào tháng 10 cùng năm. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về số lượng vũ khí đã được gửi đi hoặc chúng đã được triển khai ở đâu. Tổng thống Lukashenko khẳng định, vũ khí đã được chuyển giao cách đây đã lâu, vào đầu tháng 10, mọi thứ đều ở đúng vị trí và trong tình trạng tốt. Ông Lukashenko trước đó đã mô tả tên lửa hạt nhân chiến thuật do Tổng thống Putin cung cấp là tài sản quốc gia, nhấn mạnh rằng chúng sẽ góp phần mang lại chính quyền tự trị và tự do cho Belarus. Ông cũng tiết lộ kế hoạch khôi phục các địa điểm đặt tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, khẳng định Belarus có khả năng nhận được vũ khí hạt nhân chiến lược nếu cần. Theo danh sách tỷ phú thế giới hàng năm của Forbes, tổng tài sản ròng của những người giàu nhất nước Nga đã tăng 72 tỷ đô la Mỹ trong năm qua lên 577 tỷ đô la Mỹ, bất chấp áp lực trừng phạt chưa từng có. Cựu chủ tịch tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Lukoil của Nga, ông Vagit Alekperov đã dẫn đầu bảng xếp hạng mới nhất với tư cách là doanh nhân Nga giàu nhất trong danh sách. Tài sản của người đàn ông 73 tuổi này được cho là đã tăng từ 20,5 tỷ đô la Mỹ lên 28,6 tỷ đô la Mỹ trong năm qua. Năm 2022, ông Alekperov của nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga, vị trí mà ông đã giữ trong gần 3 thập kỷ. Động thái này được đưa ra sau khi tỷ phú này bị đưa vào danh sách trừng phạt của Anh và Australia như một phần trong các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Alekperov đứng ở vị trí thứ 59 trên toàn cầu trong danh sách của Forbes. Ông chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng ở Nga so với ông Andrei Menichenko, hiện xếp thứ 7. Ông Menichenko kiếm bộn tiền từ các doanh nghiệp sản xuất phân bón và khai thác than. Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng của ông đã giảm từ 25,2 tỷ đô la Mỹ xuống còn 21,1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Người đồng sở hữu của công ty sản xuất khí đốt tự nhiên Novatek lớn thứ hai của Nga, ông Leonid Mikhelson, đứng ở vị trí thứ hai. Tài sản của ông tăng thêm 5,8 tỷ đô la Mỹ lên 27,4 tỷ đô la Mỹ. Cổ đông lớn của công ty thép NLMK của Nga, ông Vladimir Lisin, một lần nữa được xếp hạng là doanh nhân Nga giàu thứ ba. Tài sản của ông tăng 4,5 tỷ đô la Mỹ lên 20,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Top 10 người giàu nhất nước Nga còn có chủ tịch của gã khổng lồ thép Severstal, Alexei Mordasov với 25,5 tỷ đô la Mỹ, chủ sở hữu của gã khổng lồ khai thác mỏ Norilsk Nickel, Vladimir Potamin với 23,7 tỷ đô la Mỹ, giám đốc điều hành tập đoàn Telegram Pavel Durov với 15,5 tỷ đô la Mỹ, đồng sở hữu nhà điều hành di động Megaphone Alisher Usmanov với 13,4 tỷ đô la Mỹ và người sáng lập ngân hàng tư nhân Alpha Bank lớn nhất nước Nga Mikhail Fridman với 13,1 tỷ đô la Mỹ. Theo Forbes, số lượng tỷ phú Nga đã tăng 15 người trong năm 2023 lên 125 người.